Em tên Trần Văn Toan, hiện là em năm nay là 33 tuổi. Em làm nghề bán muối. Ngày xưa người ta gọi là bán hàng rong đó. Bán muối iốt. Dạ. Muối ăn hả? Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thị Hương. Hôm nay em 33 tuổi và em đến từ Vĩnh Phúc. Em cũng bán muối. Vậy hả, là hai vợ chồng là cùng đi bán chung với nhau hay là mỗi người đi bán xong rồi gặp nhau rồi yêu nhau? Không có, nhà em là bán muối. Vợ em thì ở nhà đóng muối cho em đi bán. Bây giờ đó là bây giờ đúng không? Bây giờ đúng không? Dạ. Còn lúc trước thì như nào mà gặp nhau hay vậy? Dạ thì tình cờ là một hôm đấy thì rảnh rỗi sinh nông nổi á, em mới lướt trên Facebook, thế là em lại thấy cái nick là tình đến tình yêu. Thế là em thấy tưởng là đăng là toàn là những gì là khác người lắm. Thế em mới tò mò, em vào em like một loạt. Like dạo đó. Dạ. Em ngày đó là em viết khoảng cỡ 4 bài tâm huyết của em đăng lên tường. Thì em sau mỗi bài thì ở dưới có câu là vui lòng không nhấn like. Và vô tình nếu mà ai nhấn like thì em biết chắc là người đó sẽ không hề đọc một chút nào hết luôn. Lai nháo đó. Thì em sẵn sàng em ao những người đó. Nhưng mà vợ em là mới quá nên em không ao. Nhưng mà chị hỏi này, em viết một cái nội dung gì mà sao vợ em nói là cái Facebook em toàn viết những cái bá đạo á? Em là tình nguyện của bên trường Đại học Phạm Ngọc Thạch, tức là hiến mô sau khi qua đời. Thì em dùng tâm huyết của em để em giới thiệu cái chương trình đó đến với người Việt chúng ta nhiều hơn. Để sau khi chết hiến mô và hiến thân xác mình cho ngành y học để cứu người. Đó nó gọi là quà tặng cuộc sống. Thế sau cái lần đó thế là em mới vào thì có một cái bài hiến mô đó thì em mới đọc. Em đọc thì em mừng lắm. Tại vì ở bên nước ngoài họ hiến mô, thế em không hiểu hiến mô là gì. Thế đến lúc em lại đọc được cái bài viết của chồng em thì em mừng lắm. Em bảo mai mốt em chết em cũng hiến mô. Tại em mới treo chồng em là mai mốt mà có ai mà hiến chân tay á thì giới thiệu cho mình với. Thế chồng em hỏi, thế bạn thiếu cái gì để mình hiến cho? Thế em mới nói là mình cái gì cũng thiếu. Thế xong mà chồng em bảo là mời chồng. Tức là khi mà em tìm hiểu vợ em thì em biết được thông tin của vợ em là tay chân là thiếu một số bộ phận. Thì em cũng đã rất là gọi là đồng cảm rồi. Nhưng mà sau này em có một bài viết về một em bé cần cứu trợ. Thì nhiều người mà trong đó có vợ em gửi 200 ngàn và những cái đồ mà vợ em làm được bằng tay gửi cho em bé. Và có cả tặng riêng cho em nữa. Thì em với rất là tâm phục bởi vì một người như thế mà biết có tấm lòng yêu thương đến với những người khác thật là đáng quý. Đến bao lâu thì mới yêu? Sau đó vài tháng thì em về quê. Thì em mới bảo là Tết này em sẽ qua nhà để gặp vợ em. Thì là chiều mùng 2 Tết em bắt xe tới nhà vợ em. Em vừa tới có mình em thôi, là một mâm đầy. Em thuộc dạng là cũng ăn khỏe, ngủ khỏe. Thế nên là em đánh xanh, gọi là ăn xong thì em liền ra tập thể dục như bình thường. Em coi ở đâu cũng như nhà mình. Em cởi trần em tập thể dục, em giả vờ em khoe. Thế là xong. Đến 7 giờ ăn tiếp thì em cũng tiếp khách hết. Em tức là em cố gắng làm sao tự nhiên cho sợ sự tự tin ấy. Em tức là đánh bố mẹ trước á. Trước đánh bố mẹ bằng cái body. Dạ. Với lại sự trung thành, sự tự tin. Vâng. Đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Thực sự là sau chỉ có 3 ngày khi chúng em đã thống nhất được một số quan điểm chung. Định hướng chung là yêu luôn. Từ năm Tết là yêu. Là bắt đầu em không có yêu, là em không yêu. Em nói với bố mẹ là bây giờ chúng con là có ý định đến với nhau. Thì bây giờ bố mẹ cho vợ con về nhà con để xem là vợ con có hài lòng về gia đình con nữa hay không. Thì con mới quyết. Dạ. Gia đình nhà em thì cứ sợ là bị lừa. Thế là cô dì chú bác cứ bảo là thôi đừng đi con ạ, lừa đấy. Họ lừa đấy, họ bán đó. Thế xong em mới chỉ nói một câu là cuộc sống này là cần lắm lắm những niềm tin. Thế là em mới đi về Nam Định thì mẹ chồng em thì có vẻ là không hài lòng, không ưng. Thực sự là gia đình em là chưa đồng ý lắm bởi vì tay chân vợ em như vậy. Không hài lòng lắm á. Đó, không hài lòng bởi vì chỉ cái bề ngoài thôi. Đó, nhưng mà em thì em rất là quyết tâm. Nói bảo bây giờ con đồng ý rồi, mẹ thấy thế nào? Mẹ thấy là không ổn cho lắm, nhưng mà quyết định là quyết định ở con. Thì em bảo vậy bây giờ mùng 8 gia đình mình nên thăm. Và em đồng thời em cũng điện cho bố mẹ vợ là chuẩn bị cơm đi. Có nghĩa là tụi em quá là nhanh trong cái vấn đề mà yêu nhau, trong vấn đề quyết định. Quyết định, đó, như vậy là một người rất chi là có chính kiến rõ ràng. Mẹ
phải hiểu một điều là con lấy vợ cho con, đúng không? Con sống với vợ con. Sau cái đó bao lâu thì cưới? Sau cái đó thì 3 tháng cưới. Rồi nay cưới được bao lâu rồi? Dạ em cưới được gần 3 năm rồi. Gần 3 năm em, rồi. Em có em bé chưa? Dạ chưa. Thôi chút xíu gặp em sau ha. Lên nghề. Lên tay lắm rồi. Lên tay. Giờ chị hỏi tiếp nữa nè. Có nghĩa là cưới nhau gần được 3 năm rồi. Dạ. Yêu nhau thì cỡ khoảng bao lâu? Chỉ được có 3 ngày, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5. Thấy chưa thì thế thì lấy nhau rồi có phát hiện những cái bất ngờ gì về nhau không? Bây giờ có vòng vòng xấu hay không? Vòng vòng là chị hỏi con sao là chị... xấu không? Cái này để em kể cho. Lo chuyện bao đồng, tức là đi làm á chị. Người ta đang trộn bê tông á, mà trong khi đó thì mình đang đi giao muối cho khách hàng. Là nghĩ làm sao mà thấy người ta trộn vất vả quá, làm vào đấy đổ cho xong cái đống bê tông ấy luôn. Phụ người ta. Xong ông chủ nhà ông đến nhận làm luôn. Bảo không, em đi bán muối không phải đổ bê tông. Em giỏi rồi. Đó vậy đó. Còn gì là ghê hơn vậy nữa không? Một lần ở quê em, hai vợ chồng đang đi chơi. Có một bà mẹ trẻ, bà bế em bé. Thì em bé khóc chị. Thế hai vợ chồng đang đi thì dừng lại. Thế là chồng em nhảy tõm xuống sông. Em nghĩ có khi nào trời nắng không rồi chồng? Nóng đấy. Đi ra bơi này. Cho nó vui. Nhặt quả bóng bay. Quả bóng bóng nó nổi dưới nước á. À nó rớt cái quả bóng. Dạ. Thế là đưa lên cho em bé. Thế là người dân họ đi qua họ bảo khùng. Nhưng mà em có thấy vui không? Là bây giờ anh làm việc tốt. Dạ, làm việc tốt mà không có nói. Thế em mới thấy nó vô lý, nó buồn cười. Có bực mình gì cái chuyện đó không? Bực dạ không, không? Sống chung với lũ đành chịu chị. Trời đành chịu đó. Rồi, cái gì nữa? Mê cờ tướng. Mê cờ tướng là tốt đúng không? Ví dụ không, như chị. Có bài bản thì đỡ. Còn cái này bực mà xem là tật xấu thì em chắc chắn. Em kể một vụ thôi chị. Là hôm đó hai vợ chồng đã ăn cơm tối xong, chưa rửa bát đũa gì. Chồng em bảo vợ ơi, vợ đi thăm cậu họ mai đi vào bệnh viện rồi không biết có gặp không. Thế em lại tưởng là có khi nào cậu sắp đi rồi không. Thế đi xỏ quần áo đi, đi xuống đến nơi cậu em chùm cái mền này. Cứ run lại bẩy như vậy này. Thế em bảo sao ở trong này lại sốt rét ta. Thế xong mà em bảo cậu ốm làm sao đấy. Thế là cậu em mới mở ra này. Rét quá. Té ra là cậu em giả vờ. Nhưng mà là giả vờ với chồng em là có bài rồi. Để làm gì? Để làm bài gì? Rồi để dụ chồng em xuống chơi cờ. À tức là ông bệnh. Giả bộ bệnh để dụ bệnh. Bên đây xuống chơi cờ vậy thôi đó hả? Chơi cờ. Chơi hết ván này qua ván kia, hết ván này qua ván nọ. Đến 9 rưỡi 10 giờ rồi ấy. Em buồn ngủ quá em rục về. Không về là em bực bội lên. Em đi từ chợ Nữ Dân Công mà về Xuân Thế Thượng. Lúc đấy mới đi theo về thì hai vợ chồng đi ngủ. Lên cứ khều khều năn nỉ xin lỗi em. Em bảo không chịu, em cứ nằm quay lưng ra một bên. Thế năn nỉ xin lỗi, cứ khều khều này, để cái tay móc móc khều khều này. Thế em bảo đang nóng quá nha. Tôi xuống cái à. Rồi có cái câu chuyện gì về mà thế mê cả tướng mà. Chưa anh, chưa. Coi đúng không? Thế xong là gác tay lên trán này. Hò, em tưởng đâu là phải ăn năn hối lỗi, là phải xin lỗi năn nỉ. Em không có đâu. Em quay sang là khó cũng tiêu lúc nào rồi. Làm đến tôi đứng quá mà ngủ này. Trời ơi, em tổn thương dễ sợ luôn. Rồi, cái gì nữa? Mày thuốc lá. Trước lúc mà ấy thì nói là không hút thuốc lá thì em mới đồng ý quen. Nhưng mà xong sau rồi là hút thuốc lá. Nhà em lại có một con chó Phú Quốc, đặt tên là con Tít. Thế em hút thuốc lá bỏ quên một điếu trên đấy, bỏ đi vào trong nhà. Thế con Tít nó ngậm cái điếu thuốc ở trong miệng. Trời đất ơi. Bà Phú Quốc bà hút luôn. Bà Tít cứ bà nghe một thuốc lá cái bà ghiền luôn rồi đó. Nó ngậm nên là nó cứ chạy sộp 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 chồng em từ trong nhà chạy. Tít Tít của anh, Tít của anh cứ đuổi để lấy cái điếu thuốc trong miệng ra. Nó hút luôn hả? Con điếu cuối cùng. Mà điếu cuối cùng còn 10 giờ tối rồi. Là con em hút dữ quá con. Không hút cái nọ mà con chó nó nghiện luôn đó phải không? Thực sự là em đã có một lời hứa với vợ là em bỏ thuốc rồi. Đây là cơ hội có chương trình để bắt em bỏ thuốc chắc chắn. Lần này chắc là không thể giấu được, không thể thua nữa rồi. Có nghĩa là tham gia chương trình này đúng không? Để bắt chồng phải hứa với vợ, hứa với khán giả, hứa với tất cả mọi người là chồng bỏ thuốc đúng không? Có một hôm theo dõi chương trình, đang lúc đấy 11 giờ đêm rồi em cười mà nó mỏi hết hai cái này luôn. Thế em mới bảo chồng hôm nay vợ coi cái chương trình Vợ Chồng Son á, cởi mở hết hai cái này này. Thế xong là chồng em bảo vợ đăng ký được đi, rồi chồng hứa sẽ bỏ thuốc. Trời ơi em mừng. Thế lúc mà tụi em được nhận lời mời tham gia chương trình là em mừng lắm đúng không? Trời ơi mừng lắm. Chồng có mừng không? Dạ em cũng rất mừng nhưng mà cũng rất no. Vậy hả? Bởi vì từ lời nói tới việc làm là con đường xa nhất. Nhưng mà bắt buộc là sau đây là em phải thực hiện rồi. Nói chung là tôi cũng rất mừng luôn. Bây giờ vậy nè cưng ơi. Bây giờ em mong muốn chồng em bỏ thuốc đúng không? Chỉ duy nhất một điều đó đầu tiên đúng không? Bỏ thuốc. Thôi có mỗi một việc đấy quan trọng nhất là làm trước cho em đi. Rồi còn em
mong vợ em thay đổi gì? Kiếm mấy ngày nay mà chưa thấy gì. Nói chung là tốt em quá. Em rất tự hào và là rất hạnh diện là khi em đã vợ, được làm chồng được, của vợ em. Dạ, wow, đúng rồi ạ. Hay quá. Thôi bây giờ. Nếu vậy á thì giờ chị cũng đúc kết trước khi anh Thuận chúc tụi em có con ha. Là chị cũng chỉ mong như vậy. Đầu tiên là chị thấy là tâm hồn tụi em quá là thiệt, rất là mong muốn là tụi em giữ, đừng bao giờ để mất cái điều đó. Chị nghĩ rằng thông qua cái chương trình này, tụi em sẽ lan tỏa được cái điều đó cho tất cả mọi người. Cái quan điểm của em rất hay, có nghĩa là mình mất đi rồi á, mình vẫn không mất hẳn mà mình vẫn tồn tại, gọi là nhiều những cuộc sống của người khác nữa bằng những cái gì mình đã hiến tặng, thì điều đó quá tốt, quá hay luôn. Đó là cảm ơn tụi em với cái lý tưởng đó ha. Và chính vì như vậy mà chị vô cùng mong là tụi em sẽ hạnh phúc ha. Và cái hạnh phúc sớm nhất trong năm sau sẽ là cái điều mà anh Thuận sẽ chúc tụi em sau đây. Hôm nay thì thay mặt cho chương trình thì Quốc Thuận xin chúc cho hai vợ chồng của Toan trong năm nay luôn nè, 2018 sẽ có một em bé thiên thần xuất hiện mạnh khỏe, kháu khỉnh đến với gia đình của vợ chồng Toan. Dạ, em cảm ơn anh. Thế nhưng để được cái lời chúc đó may mắn là thành hiện thực thì nó không chỉ là chúc này đâu mà nó còn từ bạn này đây. Bây giờ em hứa, giờ em ngại quá. Có mặt tất cả mọi người đây và chồng cũng xin hứa là chồng sẽ không hút thuốc nữa và sẽ thay đổi để hài lòng cho vợ nhiều hơn và vợ cũng yêu chồng nhiều hơn nữa nhé. Chắc chắn nha. Rồi, ôm. Đó.